Sáng ngày 28 tháng 3 năm 2021, nhằm ngày 16 tháng 2 năm Tân Sửu, Hòa Thượng Thích Thiện Nhẫn, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo huyện Tân Phú Đông, trụ trì tổ đình Linh Bửu, ấp Tân Quý, xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang đã trang nghiêm tổ chức Pháp hội Dược sư cầu nguyện quốc thế dân ngang dịch bệnh tiêu trừ. Quang Lâm chứng minh tham dự Pháp hội của Hòa Thượng Thích Hành Trân, Hòa Thượng Thích Trí Quần, đồng chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Hòa Thượng Thích Đạt An, chứng minh Ban Trị sự Phật giáo huyện Chợ Gạo, Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo thành phố Mỹ Tho, Thượng tọa Thích Bửu Hòa, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng Ban Nghi lễ Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo huyện Gò Công Đông, Thượng tọa Thích Giác Nguyên, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo thị xã Gò Công, Chư Tôn Đức, Tăng Ni trụ trì một số tự viện trong tỉnh Tiền Giang và Phật tử đạo tràng đồng câu hội tham dự. Điều phúc thọ mọi người đón tiếp, chuyện tai ương ai nấy mong qua, vì nghiệp duyên nên cầu nguyện đại tướng dược xoa, muốn an lạc phải đảo kỳ Đông Phương giáo chủ. Bắt đầu khóa lễ, đạo tràng cung thỉnh Chư Tôn Đức Đăng Lâm Phật điện niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam Bảo, sau đó Quang Lâm đàn tràng Dược sư Tất Châu, đồng hòa âm phùng diễn kinh văn Dược sư hồi hường cầu nguyện thế giới hòa bình, nhân dân an lạc, phong điều vũ thuận, dịch bệnh sớm tiêu trừ. Thay mặt đạo tràng tổ đình Linh Bửu, sư cô Thích Nữ Diệu Nhật đã dâng lời tác bạch cúng dường lên Chư Tôn Đức Đại Tăng, nêu lên tâm nguyện quý kính Tam Bảo và niềm tin chân chính vào lời Đức Phật dạy trong kinh Dược sư, ngưỡng mong trượng chú lực cho báo thân mạnh khỏe, nhờ kinh văn cả quyến thuộc khoan hòa, bọn ác ma theo tiếng mõ quy y, mọi tà chướng nghe tiếng chuông cát tán, khắp thế giới hòa bình an lạc, hành đạo từ bi, trong quốc gia hưng dượng phú cường, phát tâm dũng lực. Ban đạo từ tại Pháp hội, Hòa Thượng Thích Hạnh Trân rất hoan hỷ trước sự trang nghiêm của đàn tràng Dược sư Thật Châu mà đạo tràng tổ đình Linh Bửu đã thành tâm kiến tạo. Với sự thanh tịnh chú nguyện của Chư Tôn Đức hôm nay, nguyện cho chánh pháp mãi xương minh, thế giới hòa bình, muôn dân an lạc. Chúc đạo tràng tổ đình Linh Bửu được sự hướng dẫn của Hòa Thượng Thích Thiện Nhẫn ngày một quang huy, Hòa Thượng cũng đại lao cho tăng già nhị bộ như pháp thọ nhận sự cúng dường của quý Phật tử.